câu hỏi lâm sàng hàng ngày ạ. Cái chúng ta lựa chọn đường tĩnh mạch trung tâm nào để lọc máu cho bệnh nhân? Thì tỷ lệ lọc máu thì không những giảm mà ngày càng tăng tại các đơn vị hồi sức cứu, và đặc biệt là tại các đơn vị hồi sức cứu có tình trạng bệnh nặng và nhiễm trùng như ở các nước mà có nguồn lực hạn chế như Việt Nam. Ở tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì hàng năm thì chúng tôi tính trung bình là có khoảng trên 100 ca lọc máu. Thế thì tính cắt ngang qua thì báo cáo thầy là hôm thứ Tư thì khi bay vào đây thì hiện tại đã có 6 ca là lọc máu liên tục tại khoa sức cứu Bệnh viện Nhi Trung ương, mà đến mức đêm trực mà hết máy lọc phải đi mượn máy ạ. Thì có nghĩa là tỷ lệ mà phải lọc máu tại khoa là rất là lớn, và thấy chúng tôi thấy là gì càng ngày càng phải tăng lên ạ. Thì việc đầu tiên để tiến hành lọc máu được thì chúng ta phải có cate lọc máu ạ, đúng ạ. Nếu không có cate lọc máu thì chúng ta không thể tiến hành lọc máu được. Hiện tại lọc máu ở trẻ em thì còn có một số đồng thuận và còn rất là nhiều vấn đề chưa đồng thuận, và một trong cái mà chúng ta tưởng chừng rất là đơn giản đó là cái đường để chúng ta lọc máu thì cũng hiện tại giờ thì cũng còn chưa có một cái rõ ràng. Thì các đường mà chúng ta sử dụng lọc máu chính đến thời điểm này thì các bạn có thể thấy, chúng ta có thể thấy rằng gì, chúng ta có thể sử dụng là kết nối với hệ thống ECMO. Cái đường mà chúng ta hay sử dụng nhất là tĩnh mạch cảnh trong và tĩnh mạch dưới đòn, một cái đường cổ điển, nó đúng là tĩnh mạch đùi, thì là đường chúng ta đã được sử dụng và nghiên cứu khá là nhiều ạ. Còn các đường mới là đường chúng ta có thể là phải cần nghiên cứu thêm, hiện tại là cái đường tĩnh mạch cảnh trong cũng như một số trường hợp ở sơ sinh. Trong những trường hợp chúng ta không thể nào lấy được tĩnh mạch để lọc máu thì một số bạn ở các bác sĩ đồng nghiệp ở chuyên khoa sơ sinh đã sử dụng tĩnh mạch rốn để lọc máu. Trong trường hợp mà chúng ta sử dụng đường tĩnh mạch chúng ta kết nối với hệ thống ECMO thì chúng ta có nhiều cách để kết nối, và trong đó thì cái phương pháp mà kết nối phổ biến nhất đến thời điểm này là cái đường vào, là chúng ta là sau bơm và trước quả. Còn đường ra của lọc máu thì là ở trước bơm, thì cái mục tiêu là để cho hạn chế khí vào hệ thống ECMO tối đa. Tuy nhiên dù là chúng ta có kết nối theo phương pháp nào thì cái nhược điểm lớn nhất của cái kết nối hệ thống lọc máu với ECMO thì làm cho cái áp lực của hệ thống lọc máu sẽ thay đổi. Nó thay đổi một cách không như bình thường so với sinh lý đặt của hệ thống lọc máu. Và thứ hai là luôn luôn có nguy cơ bị tan máu và nguy cơ bị tắc vi mạch tại hệ thống ECMO. Cũng như các nhà ECMO thì luôn luôn là mong muốn là chúng ta càng tác động tới hệ thống ECMO thì sẽ càng hạn chế nguy cơ. Tuy nhiên một trong những ưu điểm lớn nhất khi chúng ta kết nối với hệ thống ECMO thì rõ ràng là chúng ta không phải lấy thêm một tĩnh mạch trung tâm trên bệnh nhân đang có phải làm ECMO và đang có tình trạng rối loạn đông máu. Đường tĩnh mạch dưới đòn thì cũng có một số trung tâm hiện tại thì vẫn đang sử dụng đường tĩnh mạch dưới đòn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thì rất nhiều các bằng chứng y học cho thấy rằng nếu chúng ta sử dụng tĩnh mạch dưới đòn để lọc máu thì làm tăng nguy cơ chít hẹp tĩnh mạch sau khi lọc máu. Do vậy đến thời điểm này thì không được khuyến cáo sử dụng tĩnh mạch dưới đòn để lọc máu liên tục. Tĩnh mạch đùi là một đường tĩnh mạch cổ điển và chúng ta thấy rằng áp dụng khá là nhiều và thường quy. Một trong điểm mà tại sao chúng ta sử dụng tĩnh mạch đùi nhiều là do tính an toàn của đường tĩnh mạch đùi. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy rằng là ở trẻ em thì khác người lớn là gì, tĩnh mạch đùi đặc biệt là trẻ chưa biết đi là nó rất là nhỏ, chưa phát triển. Do vậy là đặt tĩnh mạch đùi luôn luôn là một thách thức, kể cả là khi chúng ta sử dụng siêu âm thì cũng không hề đơn giản để chúng ta đạt được tĩnh mạch đùi. Tĩnh mạch cảnh trong là một đường cổ điển và rất là được nhiều bác sĩ ưa dùng để sử dụng làm lọc máu. Tuy nhiên cái vấn đề lớn nhất là gì, vì là được đặt nhiều nhất, do vậy là thường cái đường tĩnh mạch cảnh trong thì luôn luôn đã được sử dụng để dùng làm vận mạch, dùng làm thuốc truyền dịch, cũng như đôi khi sử dụng làm ECMO. Và đến thời điểm hiện tại thì Hiệp hội Lọc máu Thế giới thì cũng khuyến cáo các đường lọc máu theo thứ tự ưu tiên là tĩnh mạch cảnh trong phải, tĩnh mạch đùi và tĩnh mạch sau đó mới đến tĩnh mạch cảnh trong bên trái. Và chúng ta điểm lại là từ năm 2007 đến thời điểm gần tại thì tại các trung tâm hồi sức trên thế giới thì người ta sử dụng các đường tĩnh mạch nào để lọc máu. Thì chung quy lại thì chúng ta có thể thấy là ngoài vấn đề một số trường hợp là chúng ta có ECMO để sử dụng kết nối thì cái đường hai đường sử dụng nhiều nhất thì vẫn là tĩnh mạch đùi và tĩnh mạch cảnh trong thay nhau. Và tất cả các tác giả thì đều thống nhất trong bàn luận là tĩnh mạch đùi là một thách thức thật sự rất lớn khi chúng ta đặt để có thể đạt được để có thể lọc máu. Tuy nhiên là gì, đa phần là đều có thể nói là chúng ta không còn lựa chọn nào khác, do tĩnh mạch cảnh là chúng ta hay đặt thì đã sử dụng để làm truyền dịch để cho vận mạch, còn tĩnh mạch dưới đòn thì lại không được khuyến cáo. Do vậy cái nhu cầu về lâm sàng thì rõ ràng chúng ta phải có một cái định hướng và tìm ra một cái đường tĩnh mạch khác có thể là sử dụng cho bệnh nhân có lọc máu.
thì cái đường tĩnh mạch thân cái đầu thì cũng không phải là một đường bây giờ mới được đặt, mà nó được đặt từ những năm 1970, tuy nhiên đặt theo cái mốc giải phẫu, và sau đó thì cái biến chứng tràn khí quá nhiều, do vậy là đến cả một vài chục năm là sẽ không được khuyến cáo đặt. Từ những năm 2007 thì bắt đầu là siêu âm sử dụng một cách thường quy để đặt tĩnh mạch trung tâm, thì cái đường tĩnh mạch thân cái đầu bắt đầu được quay trở lại để sử dụng. Thì đây là tất cả những cái slide tiếp theo, để mục đích chính là để chứng minh rằng là so với đường tĩnh mạch cảnh trong thì đường tĩnh mạch thân cái đầu có ưu việt về cả về thời gian đặt, cả về hạn chế biến chứng, đặc biệt là trên các bệnh nhân nhỏ, đây là các bệnh nhân là dưới 10 cân, dưới 5 cân, và đặc biệt là các trẻ mà sơ sinh non tháng dưới 3 cân thì cái đường tĩnh mạch thân cái đầu là đường ưu tiên để được đặt. Vậy thì đường tĩnh mạch thân cái đầu là có tính khả thi và an toàn để đặt. Tuy nhiên thì liệu rằng đường tĩnh mạch thân cái đầu có thể sử dụng trong lọc máu liên tục không? Về mặt lý thuyết thì đây là đường tĩnh mạch lớn nhất có thể tiếp cận qua ngoại vi và có cái xương đòn có thể đỡ. Do vậy là chúng ta có thể thấy rằng khi đặt cate lọc máu thì hy vọng rằng cái cate sẽ ít bị xoắn và bị gập. Đó là về mặt lý thuyết. Còn về trên thực tế lâm sàng thì đã có bằng chứng y học nào khi người ta đã sử dụng tĩnh mạch thân cái đầu cho lọc máu liên tục không? Thì báo cáo thầy cô thì đến năm 2003 thì đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có một cái nghiên cứu nào để người ta sử dụng cái đường thân cánh cái đầu trong lọc máu liên tục, kể cả ở trẻ em và người lớn. Thì tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì năm 2023 thì cũng may mắn là chúng tôi có 6 bác sĩ nhi, và Viện Nhi Đồng 1 thì có 1 thì được cấp chứng chỉ giảng viên quốc tế về siêu âm trong hồi sức cấp cứu. Và sau đó thì chúng tôi được phê duyệt cái đề tài liên quan đến sử dụng đường tĩnh mạch thân cánh cái đầu trong lọc máu liên tục. Thì đây là cái video để nói lên là cái quá trình đặt đường thân cánh cái đầu ạ. Thì đây là bệnh nhân dưới 3 cân, 2 cân 3, 2 cân 4 ạ. Thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân này sau khi đặt tĩnh mạch cảnh thất bại thì vẫn còn một số cái máu cục bên cạnh. Thì đây đường tĩnh mạch thân cánh đầu ạ. Thì đường này là chúng ta có thể rất là to, tuy nhiên đây là hình ảnh màng phổi đấy ạ. Màng phổi ngay sát bên cạnh ấy. Còn đây là đập thình phịch, đây là chính mạch quay đầu mạch chủ ạ. Do vậy cái đường này rất to, rất lớn và nhìn thì rất dễ đặt, tuy nhiên là phải dưới bác sĩ có kinh nghiệm về siêu âm. Còn nếu chúng ta mới dạy một bác sĩ nào đó mới siêu âm để đặt tĩnh mạch trong thân đầu thì chúng tôi khuyên là không nên đặt đường này. Chúng ta phải đặt một cái đường khác cho thành thạo trước khi đặt đường tĩnh mạch thân cánh đầu. Còn đây là hình ảnh mà sau khi mà chúng tôi đặt xong, đây là cate lọc máu ạ. Và sau khi chúng tôi cũng đã cố gắng để có public được một bài báo liên quan đến so sánh về hiệu quả của đường tĩnh mạch thân cánh đầu và tĩnh mạch cảnh trong lọc máu liên tục. Thì bệnh nhân thì chúng tôi thu được là 42 bệnh nhân, và bệnh nhân sử dụng đường tĩnh mạch thân cánh đầu để lọc máu là 24 ạ. Còn bệnh nhân sử dụng đường tĩnh mạch cảnh là 15, và trong đó thì bệnh nhân thấp nhất để lọc máu đường thân cánh đầu là bệnh nhân có 1 kg ạ. Thì chúng tôi thấy rằng gì là đường tĩnh mạch thân cánh đầu thì liên quan đến tăng thời gian sống tích lũy của gặp đầu tiên tại thời điểm 24 giờ so với đường tĩnh mạch cảnh trong ạ. Ở tại các đơn vị sơ sinh thì một số trường hợp là các bác sĩ sơ sinh là rất khó có thể tiếp cận được đường ven trong lọc máu, và tại Bệnh viện Trung ương thì cái tỷ lệ mà lọc máu tại khoa sơ sinh thì cũng ngày càng tăng ạ. Và cái vấn đề mà tiếp cận ven tại bệnh nhân khoa sơ sinh, hồi sức sơ sinh thì cũng khó, rất khó. Và do đó thì có một số các trường hợp mà bác sĩ sơ sinh phải dùng đường tĩnh mạch rốn để lọc máu. Thì đây là cái hình ảnh mà sử dụng đường tĩnh mạch rốn để lọc máu. Và trong năm 2003, 2023 thì Bệnh viện Nhi Trung ương thì có tổng cộng, đây là mới có 5 ca là chưa update ạ. Thì tổng cộng là có 7 ca sử dụng đường tĩnh mạch rốn để lọc máu. Thì ban đầu cho thấy là cũng có sự an toàn và cũng không có biến chứng liên quan đến cate liên quan lọc máu. Vậy bài trình bày em thì có thể tóm tắt lại là gì? Chúng ta thấy rằng là mình lựa chọn tĩnh mạch trong lọc máu thì đường tĩnh mạch cảnh trong phải luôn luôn là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên cái khó khăn là đường tĩnh mạch này thường đã được sử dụng để cho vấn đề mà bù dịch hoặc là vấn đề dùng vận mạch. Đường tĩnh mạch dưới đòn thì đến thời điểm này thì chúng ta không được khuyến cáo để sử dụng trong lọc máu liên tục. Đường tĩnh mạch đùi an toàn, và đây là gần như là đường tĩnh mạch mà chúng ta khi mà để bác sĩ mới thực hành là chúng ta thường hướng dẫn đặt do cái tính an toàn. Tuy nhiên phải nói là rất rất khó đặt, kể cả dưới siêu âm trên những bệnh nhân nhỏ, mà đặc biệt là
bệnh nhân mà dưới 5 cân thì các bạn thấy là nó có những lúc mà chúng tôi đặt phải nói là có khi cả vài tiếng. Còn bây giờ thì gần như chúng tôi khi mất 5-10 phút là xong một cái tiếng vào trung tâm để lọc máu. Còn thời xưa có những lúc là 30 phút, 1, 2 tiếng, 3 tiếng có những cháu mà tăng NH3 đến mức tổn thương hôn mê rồi mới chưa đặt được xong. Đường tính mạch thinh án đầu thì hiện tại thì chúng ta thấy rằng là càng ngày càng được sử dụng nhiều tại các đơn vị hồi sức cứu, và đây là một xu hướng. Và cái sử dụng đường này trong lọc máu liên tục có lẽ sẽ là một cái còn nhiều cái phải nghiên cứu, tuy nhiên là cũng có nhiều cái điểm hấp dẫn có thể là sử dụng được. Vâng, bà.